nhắc đến Kobe, chúng ta phải nhắc đến tháp cảng Kobe. Không còn nghi ngờ gì nữa, Port Tower chính là biểu tượng của Kobe. Đây là tháp ngắm cảnh toàn thành phố Kobe với độ cao 108m, được chọn là nơi check-in không thể lý tưởng hơn của người dân địa phương và đông đảo du khách nước ngoài. Tháp có màu đỏ với cấu trúc hyperboloid, uốn cong ở giữa như cổ lọ, phản chiếu tuyệt đẹp trên nền trời xanh. Được xây dựng từ năm 1963, lấy cảm hứng từ Tsuzumi truyền thống của Nhật Bản, bất chấp thời gian và trận động đất năm 1995 đã phá hủy nhiều phần của thành phố Kobe. Ngọn tháp vẫn đứng vững nhờ kiến trúc đặc biệt như là một lời thách thức với thời gian. Trong tháp, hai tầng được chia làm nhà hàng xoay và quán cà phê, tầng 3 còn lại là làm đài quan sát. Nhớ ghé cây hoàng lưu niệm của tháp để mua những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh với hình ảnh linh vật Captain Tower cương của tháp. Hàng Kobe mở cửa quanh năm, khách chỉ cần mua vé vào đài quan sát để vào được tháp. Chúng ta hết 700 yên cho người trưởng thành, 500 yên cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi và free cho trẻ dưới 5 tuổi. Theo đó, sau tháp cảng Kobe là quang cảnh thành phố Kobe, nhất là thành phố Kobe về đêm. Cảnh đêm của Kobe được chọn là một trong 3 cảnh đêm đẹp nhất Nhật Bản. Cảnh đêm ở Kikuse trên dãy núi Maya-san rất khác biệt. Các bạn có thể đi từ khu vực trung tâm của Kobe đến đây rất tiện lợi, cũng là địa điểm và yêu thích của các cặp đôi hẹn hò. Cái tên cảnh đêm 10 triệu đô ra đời, các bạn không nghe nhầm đâu, chính xác là 10 triệu đô. Vì sao ư? Vì người ta ước tính rằng lượng điện sử dụng thắp sáng toàn thành phố Kobe nhìn từ đài quan sát Maya-san này là 10 triệu đô la Mỹ một đêm. Từ đó cái tên bức ảnh 10 triệu đô ra đời. Nếu các bạn vẫn chưa tin thì có thể ngắm một góc nhỏ của vịnh Kobe từ chiều đến đêm như thế này. Tuy là một góc nhỏ thôi nhưng nó cũng thể hiện sự lung linh và xa hoa của thành phố. Thật không hoa khi nói cảnh đêm ở đây xứng đáng 10 triệu đô. Thật là một sự thiếu sót nếu ghé qua thành phố Kobe Sanomiya mà không ngắm nhìn thành phố này từ trên cao để thấy sự hùng vĩ và tráng lệ của nó khi về đêm. Hình như có gì đó sai sai gì vậy? Mình chưa giới thiệu cho các bạn cách di chuyển được không nhỉ? Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách di chuyển đến Kobe một cách nhanh nhất và tiện lợi nhất nhé. Có 3 phương tiện di chuyển chính có thể đến Kobe, đó là đi tàu, đi phương tiện cá nhân, ô tô và đi xe buýt. Vì là du học sinh nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đi tàu đến Kobe nhé. Omae wa mou shindeiru. NANI?! Ok, bắt đầu thôi. Từ ga Hankyu Umeda, chúng ta đi 5 ga. Đến ga Hankyu Hanakuma, đi bộ khoảng 150 phút là sẽ ra. Cùng bắt đầu từ Umeda, JR sẽ đi qua 5 ga. Và đến ga Motomachi đi bộ khoảng 15 phút thì sẽ ra đến nơi các bạn ạ. Nhìn như quảng trường đỏ của Nga ấy. What the hell? What? Oh my god! Tiếp đến là ga Hanshin các bạn. Vì không ở ga Hanshin nên mình không thèm quan tâm luôn các bạn ạ. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sau khoảng tầm 1 tiếng đi tàu thì chúng tôi đến được với Kobe Sanuma, Kobe Tower. Thấy gì không? Zoom ở đó, cameraman. Zoom lại. Zoom lên màn hình cũng được. Đây chính là cái Kobe Tower Port. Ok, đi thôi. Tuyến đường trên cao đi thẳng đến Kobe Tower Port luôn, là biểu tượng của cả Kobe.
đến với Kobe Sanomiya. See you guys later.